Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So I need you for subtitle. Thank you very much. Today I'm going to show how to DIY Apple Town 1DC user LCTDA. LCTDA 7266. By television Samsung. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đồ chế một cái bộ công suất là mini 12V sử dụng con IC TDA 7266S các bạn nhé. Và thì trước khi đồ chế thì sẽ cho các bạn, đây là cái main của chúng ta cần đồ chế này các bạn này. Trước khi đồ chế thì sẽ cho các bạn xem xét sơ qua sơ đồ các bạn nhé. Đồ thiết kế con IC của chúng ta có tất cả 15 chân này. Thì chân 1 speaker out này, chân 1 là chân ra loa các bạn nhé, chân 2 cũng là chân ra loa cực mát đây, cực dương cực mát. Chân số 3 của chúng ta sẽ thì sẽ là nguồn các bạn nhé, VCC input town 1. Chân 3 và chân số 13 này các bạn này. Ok, thì chân 4 là chân đường nhạc vào các bạn nhé, music in. Chân 5 chúng ta bỏ chân số 6 và chân số 7 thì nó liên quan đến cái mạch standby. Thì các bạn sử dụng cho mình hai con điện trở, con thứ nhất là con 560 ohm, lấy từ nguồn 12V này, vào thẳng qua con điện trở vào chân số 6. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy nguồn 12V qua số đáp qua con điện trở 47K vào chân số 7. Trên đường vào chân số 7 thì sẽ có con điện trở 47K thoát về mát các bạn nhé. Đây thì các bạn dùng cho mình con tụ 10mm 16V. Ok, chân số 8 và chân số 9 thì là mát các bạn nhé. Chân số 10 và chân số 11 là chân bỏ các bạn nhé, NC. Và chân số 12 là input vào, input music 2. Chân số 14 và chân số 15 là chân ra loa các bạn nhé, 14, 15 là speaker out. Rồi thứ kê mình để sơ đồ cho các bạn quan sát và có thể chụp lại hình ảnh để chúng ta độ chế các bạn nhé. Rồi thứ kê đây là con IC của chúng ta này các bạn này, 7266S nhé, 7266S. Và thì trước khi đổi chế thì chúng ta có thể cắt mạch ra cho nó gọn gàng các bạn. Rồi thôi, ok, mình đã cắt được cái mạch ra này các bạn này. Và thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Ok, để đấu nối thì các bạn để mình tí nhé. Và thì mình sẽ sử dụng cái nguồn máy tính 12V này các bạn này. Town DC 12V này các bạn này. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì các bạn tìm cho mình con tụ lọc nguồn to nhất này. Thì đây là con tụ lọc nguồn to nhất các bạn nhé. Trước con tụ lọc nguồn này thì các bạn này phân biệt này, chiều mát này, mát nó có đánh dấu này là dương này. Thì chúng ta sẽ tiến hành câu dây các bạn nhé. Thao vôn 0. Thì nguồn 12V của chúng ta thì sẽ là dây vàng các bạn nhé. Mát của chúng ta thì sẽ là dây đen và lạnh. Ok, thì chúng ta sẽ câu cái mạch standby trong cái IC này các bạn nhé. Thì 12V các bạn dùng cho mình con điện trở 560 ohm, 560 ohm này các bạn này.
Ok, xanh xanh đâu. Thì chúng ta sẽ câu nguồn vào chân số 6 của anh. Ok, tiếp theo thì các bạn sử dụng cho mình hai con đỉnh chiều 47k nhé. 47k này các bạn này, 47k vào chân số 7. Thì một chân mắc về mát nhé, một con kèm theo con tụ nhé. Thì các bạn mắc nối tiếp cho mình con đỉnh chiều 47k và con tụ. Chúng ta sẽ chia để áp về mát. Mà để các bạn có thể tận dụng trên cái vỏ này các bạn này, trên cái miếng tản nhiệt này, hoặc là các bạn có thể câu trực tiếp vào mát tụ lọc nguồn nhé. Ok, tiếp theo thì các bạn sử dụng cho mình con điện trở 47k lấy nguồn 12V các bạn nhé, 12V. Trên đầu này thì các bạn câu vào chân số 7 nhé, in 7, in 7. Ok, vậy là mình đã câu xong này các bạn này. Tiếp theo thì sẽ cấp nguồn cho nó con nhé. Ok, từ 12V thì bạn có thể cấp nguồn cho chân số 6 xuống áp vào con đỉnh trở 560 ohm nhé. Rồi thưa các em, như vậy là mình đã câu xong cái phần cho mạch standby đã chạy này các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng chiếc loa này các bạn. Thì chúng ta sẽ câu đường ra loa các bạn nhé, speaker out. Ở đây mình sử dụng hai chiếc loa này các bạn này. Thì chân số 5 của chúng ta thì sẽ là chân số 1 và số 2 các bạn nhé. Speaker out 1, 2.
Tiếp theo nữa thì sẽ là chân số 14 và chân số 15 nữa. Ok, music in tường nhạc vào thì sẽ là chân số 12 và chân số 4 các bạn nhé. Và mình sẽ sử dụng cái bo music tự chế này các bạn này. DIY music volume. Ok, và thì sẽ cắm điện, chúng ta sẽ test xem mạch trong hoạt động chưa các bạn nhé. Thì mình sẽ cắt nguồn cho nó các bạn. Ok, mình cắm sắp nguồn. Và thì chúng ta có thể kiểm tra nữa. Ok. Và thì đây là hai chiếc loa này, mình sẽ test một vài. Ok, mạch cực kỳ khỏe chứ các bạn. Và thì chúng ta sẽ cấp nguồn nhạc vào cho các bạn nhé. Mình sẽ hàn dây bo music in vào. Rồi, ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì sẽ play nguồn nhạc cho nó chạy các bạn nhé. Thì các bạn đợi mình tí, mình sẽ tua mình sẽ cắm điện các bạn nhé. Ok, chúng ta có thể to nhỏ đây này các bạn này. Bé hơi cơ nhé, to này. It's time.
Thôi thúc em mình sẽ thử đoạn nữa các bạn nhé. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like. Và đối với các bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you again.